Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch nhãn nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Rồi, như các bạn đang thấy là nhãn nhà mình cũng có bộn bộn trái nha các bạn. Ở vùng quê mình nhãn này người ta kêu là nhãn lông nha các bạn. Đây. Hôm nay mình sẽ thu hoạch hai cái cây nhãn trái sai này nha. Rồi, đây là nhân lực ngày hôm nay thu hoạch nhãn nha các bạn. Ê ơi trời. Ngon quá. Xuống xuống ơi. Ê, mà khuôn vắng á Điền. Khép 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 khép. Cười bắp. Nước ra mặn nước luôn á. Chín mặn mặn. Anh lấy cái kia bự cái hứng. Bỏ vô đi. Rồi cho xuống rồi nè. Mệt quá mọi người ơi. Ở dưới anh tan mình đây vẽ hoài mệt quá. Thôi lấy cái vỏ này nè. Hái sao mà gụng trái hết trơn rồi toàn cành không à. Mình lấy cái vỏ nè. Mày hái mày để chảnh đi đừng có dục xuống gụng cành hết trơn. Nè đi. Kiếm rồi, ngoài cái nhà coi. Hết rồi, dục xuống nó cũng hết rồi. Đừng có dục xuống nữa. Nhỏ đi. Nè, bẻ cái chùm đó đi. Dục xuống nó cũng hết trơn. Nè. Chùm đó đó hả? Ừ, hai ba chùm bự ngoài đó đó. Trời ơi, cái trái. Nè, anh lên. Ôi trời, chùm này chín ngon nha. Hai. Đâu, chùm này chín không mày? Nè nè, chùm này nè, chùm này mới ngon nè. Ít quá. Ít quá. Đây đây, mời tất cả các bạn nha. Đây, nhãn lông nha. Anh nút nước rồi. Chết chết rồi. Bữa nay để nhãn ngày mai mua thuốc uống. Nấu. Thuốc nóng hả? Mua thuốc hoa. Mời tất cả các bạn nha. Lên, lên, lên. Ê, ê. Mời các bạn nghe. Ôi trời ơi. Ôi ngấy ngấy ơi. Ngấy ngấy. Chuyện đó thôi. Hello.
Ê, thấy bẻ chọi, bẻ chọi xuống thấy nó hay hơn á. Hào quá. Rồi, như các bạn đang thấy ở đây là được một số nhãn nha các bạn. Nãy giờ bẻ chút xíu mà được như đây rồi. Đây đây đây. Đây là nhãn lông nha các bạn. Đây. Trái chín ngon lắm các bạn ơi. Nhãn lông này chứ đâu có lông đâu. Hai tầng nữa xuống kìa chị ơi. Bà xuống không? Đây cầm cây. Thả xuống nha. Thả nghe chạy. Từ từ nha. Rồi. Giỡ cái đầu nó cao lên. Từ từ Điền ơi. Từ từ. Không tại vừa vừa quay. Đúng rồi, cái cây chỗ nhánh thanh mắng đi lên á. Còn phía bên anh kia, anh lên là còn sống mà thấy còn xanh nè. Cũng khá là nhiều rồi nghe các bạn. Cái gì vậy? Trời. Ê, chọt chọt trúng cái đầu nghe. Rồi, mời cả nhà nha. Rồi, như các bạn đang thấy là hai anh chàng bẻ nhãn ăn tại cây luôn nha các bạn. Rồi, mời cả nhà nha. Chở rồi không cả nhà. Mình nó lãi ra mà được cả nhà. Anh Liên cũng ăn cây đó anh Liên. Mì chan mấy con khỉ ăn ăn nhãn nha các bạn. Trời ơi, đầy ra đứng nắng nữa. Thôi chào tất cả các bạn nha. Nay mình được lên đọt rồi. Mời bạn ăn nhãn nha các bạn. Nó làm chọi ra đây bay. Thôi giờ mình xuống nha các bạn. Nhường cho hai cái anh chàng bẻ nhãn đi. Thôi cục xuống luôn. Chấp 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 giá. Thằng Nhi đứng đây không nè. Khỉ xuống cây nha. Đồ, mày nói xuống cái mày khoái xuống lắm, mày xuống đi. Đây, hay quá. Đây được rồi nè. Sao lặt sạch sẽ là lặt sao? Tới trái nhãn thôi chứ. Hôm nay lặt trái kìa, trong gỗ kìa. Hồi lấy cái bạch hứng về, không có nhánh nào luôn á. Rồi, coi người ta mà lặt hết. Ai lụm mấy cái trái ngoài đó cho anh Liên luôn, hồi anh đem về. Lấy. Rồi, đồ hai bà chân. À, lấy chỗ quét qua hộp về cho ổng nướng ổng luộc vô ăn luôn đi. Vậy à, lặt vậy nè. Bọc hết trơn luôn á. Cái đem về cả đống như vậy đây rồi về bỏ được mấy trái. Cừ. Không, chín ngon rồi cả nhà coi. Ôi trái no nữ luôn á, căng da bỏng mướt. Đâu đưa đây đây. Ừ đi ăn nữa. Ừ mời tất cả các bạn nè. Đây mời tất cả các bạn nha. Nhãn rất là ngon nha các bạn. Rồi. Đổ miền hôm nay rồi. Quá trời cả nhà ơi. Thành quá nãy giờ chú này tận hưởng nè. Cái này mới hứng ghen đã luôn nè cả nhà ơi. Rồi. Như các bạn đang thấy là thành quả của anh em mình nãy giờ thu hoạch được bao nhiêu nhãn đây nghe các bạn. Rồi. Đây. Cũng khá là nhiều nha các bạn. Rồi, mình cũng tạm dừng video ở đây. Nếu các bạn thấy thích thì cho tụi mình một like, một đăng ký để ủng hộ kênh mình. Rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.
đốt đi rồi mai hứng ghen. Quá ngon cả nhà.